Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Xin chào quý vị và khán giả trường quay. Cháu tên là Trang, cháu đến từ Bắc Giang. Cháu đến với chương trình mong muốn là được tiếp thu, học hỏi nhiều, được kinh nghiệm ạ. Cháu xin cảm ơn. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, họ đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Cháu đã sẵn sàng ạ. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tên một loại trống? Cơm, cháo, thịt hay là sữa? Đâu là tên một loại trống? Là trống cơm ạ. Cháu chọn đáp án A. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Trứng chạc, trứng chạc, trứng chạc hay là trứng chạc? Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Cháu chọn đáp án A, trứng chạc. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Đâu không phải một hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản? Võ sĩ sumo, cá chép koi, hoa anh đào hay là búp bê Matryoshka? Đâu không phải là một hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản? Cháu chọn đáp án D, búp bê Matryoshka. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Lễ hội Oktoberfest ở Đức là lễ hội gì? Lễ hội cà chua, lễ hội phô mai, lễ hội bia hay là lễ hội táo? Lễ hội Oktoberfest ở Đức là lễ hội bia ở trong đó, chọn đáp án C ạ. Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Điệu múa nhảy nào sau đây có nguồn gốc từ Việt Nam? Samba, tango, nhảy sạp hay là lâm vông? Điệu múa nhảy sau đây có nguồn gốc từ Việt Nam. Cháu chọn đáp án C, nhảy sạp ạ. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Cháu sẵn sàng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Năm 2001, phi hành gia người Nga Yuri Usakov trở thành người đầu tiên thưởng thức món ăn nào ngoài không gian? Salad, súp bí đỏ, pizza hay là gà rán? Câu này cháu chưa từng nghe qua, cháu xin dùng sự trợ giúp ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi trợ giúp cho bạn, đáp án của câu hỏi này là đáp án C. Xin cảm ơn ạ. Đáp án của cháu là C, pizza. Lựa chọn phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời và C là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn.
Như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc số 6. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua mốc số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 7. Theo thăm dò do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố ngày 7 tháng 1 năm 2021, món hàng nào được người tiêu dùng toàn cầu ưa thích nhất? Thịt bò nướng, kim chi, gà rán kiểu Hàn hay là cơm trộn? Theo thăm dò do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố ngày 7 tháng 1 năm 2021, món ăn Hàn được người tiêu dùng toàn cầu yêu thích nhất là kim chi ạ. Cháu chọn đáp án B ạ. Đáp án của bạn là B. Có lẽ là bản thân tôi muốn được nghỉ một chút. Chúng ta nghỉ một ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Câu B. Riêng với câu này thì câu trả lời chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Món ăn này có 34% người dùng trên thế giới gọi là thích ăn, và đó chính là kim chi. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 8. Ganesha là vị thần trong Ấn Độ giáo, có hình dạng mình người và đầu của loài vật gì? Sư tử, ngựa, voi hay là hổ? Theo cháu được tìm hiểu, Ganesha là vị thần có hình đầu voi ạ. Cháu chọn đáp án C, đầu voi ạ. Bạn đã chọn câu C. Và đáp án đúng của câu này xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Ganesha là vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng của thần kỳ dị với đầu ở voi và mình người. Thần Ganesha là tượng trưng cho tài trí, hạnh phúc và thành công. Ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati. Với câu trả lời rất nhanh của mình, bạn đã vượt qua câu số 8. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn đã tăng lên là 14 triệu đồng. Và bạn còn 3 quyền trợ giúp. Xin mời câu hỏi số 9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chọn bộ phim nào của Việt Nam để gửi dự thi giải Oscar 2024? Cho tàn rực rỡ, Em và Chị, Nhà bà nữ hay là 10 lời nguyền trở lại? Câu này cháu cũng chưa từng được nghe qua nên cháu chọn sự trợ giúp của bạn đồng hành ạ. Người đồng hành với bạn trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Tôi chọn phương án A. Xin cảm ơn ạ. Cháu tin tưởng người bạn đồng hành của mình ạ. Cháu chọn đáp án A, cho tàn rực rỡ ạ. A là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Và bạn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Xin mời câu hỏi số 10. Tấm bia đá Trấn Ải có câu: Bình nhất Hà, Việt Nam quốc thổ. Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây, được dựng tại nơi nào? Đồn biên phòng Pha Long, Lào Cai. Thác Bản Dốc, Cao Bằng. Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Hay là cột mốc số 0, Điện Biên. Tấm bia đá Trấn Ả có câu Bình nhất Hà, Việt Nam quốc thổ. Đất Việt Nam Việt bình nhất là ở đây, được dựng tại là A, đồn biên phòng Pha Long, Lào Cai ạ. À. Và đây là một đáp án A. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Tôi sẵn sàng ạ. Lâu lắm tôi mới được ký xét. Và... tôi xin cảm ơn ạ. Xin mời câu số 11. Tháng 9 năm 2020, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được trao giải Hiệp sĩ Dế Mèn với tác phẩm nào? Làm bạn với bầu trời, Lá nằm trong lá, Ngồi khóc trên cây, hay Tôi là Bê Tô? Tháng 9 năm 2020, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được trao giải Hiệp sĩ Dế Mèn với tác phẩm... Để mỗi một cái tên nó thoáng qua đầu chúng ta, thì nó để lại chúng ta những cái ám ảnh. Và sau đó anh em mình hay bị gọi là cảm thấy quen thuộc khi đọc lại nó ở đâu đấy. Đã rất nhiều người chơi của chúng tôi mắc phải cái lỗi này khi họ thấy một thông tin quen quen. Họ đã nghĩ rằng thông tin đấy là thông tin đúng. Cháu đã từng nghe qua tác phẩm này là Làm bạn với bầu trời. Đáp án của cháu là A. A. Riêng với câu này thì câu trả lời A, hoàn toàn chính xác. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc. Tấm séc của bạn. Xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 12. Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đầu tiên được xây dựng tại vườn quốc gia nào? Vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia Ba Vì, vườn quốc gia Tam Đảo, hay là vườn quốc gia Cát Bà? Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đầu tiên được xây dựng tại vườn quốc gia Tam Đảo ạ. Cháu chọn đáp án C ạ. Bạn lựa chọn phương án C. Liệu may mắn còn tiếp tục mỉm cười không? Phương án trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C. Và đáp án đúng của câu này. Và C là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Cháu xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 13. Tên của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đã được đặt cho công trình gì ở tỉnh Guantanamo, đất nước Cuba anh em? Một sân vận động, một con đường, một công viên,
hay là một trường học? Mời bạn. Tên của anh Hùng Nguyễn Văn Trỗi được đặt cho công trình gì ở tỉnh Gan Cula Mo, đất nước Cuba? Không phải, cháu không có dữ liệu, cháu xin tìm sự trợ giúp của các nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Với câu này, tôi trợ giúp cho bạn đáp án A. Với câu này, tôi trợ giúp cho bạn đáp án A. Cháu xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Cháu xin nghe theo đáp án của các nhà thông thái. Cháu chọn đáp án A. Bạn đã lựa chọn phương án A. Và đây là một đáp án. Và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Tại tỉnh miền đông Guantanamo, cách xa La Habana hàng nghìn cây số, sân vận động mang tên Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng hiện đại và khánh thành vào tháng 11 năm 1965. Đấy là thêm thông tin cho bạn. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 14. Nước nào trên thế giới phát hành tiền polymer đầu tiên? Australia, Canada, Singapore hay là New Zealand? Nước đầu tiên trên thế giới phát hành tiền polymer đầu tiên là... Cháu đang phân vân về Australia và Singapore ạ. Cháu xin dùng trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Cháu xin chọn đáp án là Australia. Bạn đã lựa chọn phương án A. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Từ năm 1967, Ngân hàng Dự trữ Australia đã bắt đầu nghiên cứu ứng dụng chất liệu polymer vào công nghệ in tiền. Năm 1988, họ đã in thử nghiệm đồng tiền lưu niệm trên giấy nền polymer. Và đến năm 1992, Australia chính thức phát hành đồng tiền polymer đầu tiên trên thế giới. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Xin cảm ơn ạ. Xin mời câu hỏi số 15. Vở kịch nào được cố tác giả Lưu Quang Vũ viết dựa vào tích cũ của văn học dân gian? Lời nói dối cuối cùng, Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Thủ phạm là ai? Mùa hạ cuối cùng. Vở kịch được cố tác giả Lưu Quang Vũ viết dựa vào tích cũ của văn học dân gian à? Bạn biết rất nhiều. Chính vì thế nên là khi bạn truy cập vào kho dữ liệu của bạn thì trong một khoảng thời gian ngắn có thể nó cũng sẽ hơi rối một chút. Nên hãy bình tĩnh và hãy cẩn thận, đừng để kho dữ liệu của mình lừa mình. Thế cháu được tìm hiểu vở kịch này là Lời nói dối cuối cùng ạ. Cháu chọn đáp án A, Lời nói dối cuối cùng. Bạn đã lựa chọn phương án A. Riêng với câu này thì câu trả lời và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn.
và xin thay mặt chương trình tôi sẽ gửi tặng bạn tấm xét của bạn. Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.